Thưa quý vị, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sau gần 2 ngày tìm kiếm, nam tài xế lái xe của khu du lịch bị mất tích sau khi lao cả xe và người xuống sông. Đến khoảng 6 giờ sáng nay đã phát hiện thi thể trên sông Serepok. Nam tài xế khoảng 40 tuổi, ngụ tại huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào trưa ngày 4 tháng 11, người đàn ông này đã lái xe ô tô địa hình chở theo một nhân viên của khu du lịch và 4 du khách di chuyển từ khu vực thác Dorinu sang thác Gia Long để tham quan. Trên đường đi, khi xe di chuyển đến mép sông thì bất ngờ gặp sự cố. Thời điểm này, cả 4 du khách lập tức nhảy khỏi xe thoát nạn. Riêng tài xế cùng 5 nhân viên và chiếc ô tô địa hình đều rơi xuống sông. 5 nhân viên đã may mắn bơi kịp vào bờ, còn tài xế ở trong cabin đã mất tích. Bình vị Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Thưa quý vị, vào cuối tuần này, công chúng yêu nghệ thuật thủ đô có dịp được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm cắm hoa nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản tại triển lãm ảnh Hoa Nhật, lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội. Triển lãm lần này trưng bày hơn 60 tác phẩm do các nhà thiết kế Đặng Quốc Bảo, Tô Duy Kha, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Đông Túc, Nguyễn Phí Minh và Đặng Nhật Việt thực hiện. Các nhà thiết kế đã sử dụng 45 loài hoa đặc trưng chỉ có ở xứ sở Phù Tang, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt từ màu sắc đến kiểu dáng và hương thơm. Không chỉ truyền tải linh hồn của phong cách cắm hoa Nhật Bản, các nhà thiết kế còn gửi đến công chúng thông điệp về tình yêu thiên nhiên, về sức sống mãnh liệt của cỏ cây hoa lá, dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn nở rộ sắc màu rực rỡ. Nghệ thuật cắm hoa được hình thành tại Nhật Bản từ rất lâu, vào khoảng thế kỷ 15. Trải qua nhiều năm tồn tại và phát triển, nghệ thuật cắm hoa vẫn luôn được yêu mến từ thế hệ này sang thế hệ khác và vượt ra khỏi biên giới Nhật Bản, trở thành cầu nối nghệ thuật, gắn kết các nền văn hóa.